Hai nhà nghiên cứu của tổ chức SCP mở cánh cửa của một phòng giam và họ đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó không giống bất cứ thứ gì họ đã nhìn thấy trước đây. Nằm giữa căn phòng là một khối u khổng lồ, dường như được tạo thành bởi thứ chỉ có thể được mô tả là da thịt. Hai người nhìn nhau, không thể tin những gì trước mắt. Đây có thể là cái gì vậy? Họ đi vòng quanh khối u khổng lồ, nhìn nó, thử hỏi xem nó có thể là cái gì. Một trong những nhà nghiên cứu cuối cùng cũng có đủ can đảm để chạm vào nó. Anh ấy cảm thấy ấm khi chạm vào và anh ta phát hiện ra một số chuyển động nhẹ. Anh ấy từ từ di chuyển để áp tai của mình vào khối thịt để lắng nghe. Nhưng một sự rung động đột ngột từ khối thịt khiến anh ấy giật mình nhảy ra. Ngay sau đó, nhà nghiên cứu kia gọi anh ta ra xem phía bên kia của quả cầu. Có vẻ như anh ta đã tìm thấy thứ gì đó. Khi đến gần, anh ấy nhìn thấy điều mà người cộng sự đã phát hiện. Ở giữa khối thịt này là một cánh cửa. Đó là một cửa sập bằng sắt hình tròn, loại được bịt kín bằng van thủy lực và nó đang mở. Các nhà nghiên cứu lúc này thật sự bối rối. Một khối thịt sống khổng lồ đã đủ kỳ lạ, nhưng tại sao nó lại có cửa? Một trong những nhà nghiên cứu nhìn vào bên trong. Đó có phải là một chiếc ghế dài không? Và một cái bàn? Có ai đó sống trong thứ này sao? Mọi thứ vượt qua cả hai từ kỳ lạ. Hai nhà nghiên cứu nhìn lên cửa sổ quan sát, nơi người giám sát đang theo dõi họ. Người giám sát không do dự, anh ta gật đầu với họ và các nhà nghiên cứu biết họ phải làm gì. 1, 2, 3, ra cái gì, ra cái này. Nhà nghiên cứu thu cuộc nhăn mặt. Anh ta biết rằng đến làm việc tại tổ chức SCP đồng nghĩa với việc anh ta sẽ phải đối mặt với một số vật thể dị thường kỳ lạ, nguy hiểm và ghê tởm. Nhưng anh ta chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải trèo vào bên trong một quả cầu thịt khổng lồ. Cộng sự của anh ta mở cửa hầm và giúp anh ta vào trong. Biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhà nghiên cứu bước vào cánh cửa. Bên trong là không khí nóng, đặc và ẩm ướt, giống như một phòng tập gym chật chội, có quá nhiều người tập vào một ngày ấm áp và ẩm ướt. Anh ta đi theo một lối nhỏ để vào trong. Mắt anh ta dần điều chỉnh theo ánh sáng mờ. Anh ta nhận ra rằng mình đang đứng giữa một căn phòng nhỏ ấm cúng. Một chiếc đèn nhỏ trên bàn tỏa ra ánh sáng vừa đủ để anh thấy căn phòng được bài trí thưa thớt với một vài món đồ, bao gồm một chiếc ghế dài nhỏ và một chiếc giường đôi. Bên ngoài, cộng sự của anh ấy gọi hỏi anh ấy nhìn thấy gì. Khi nhà nghiên cứu quay lại trả lời thì cánh cửa đóng sập lại. Van tự quay khóa chặt cửa. Dù cố hết sức, nhà nghiên cứu vẫn không thể di chuyển nó chút nào. Anh ta đập cửa và hét lên: ở trong đó mọi thứ sao rồi? Mọi thứ ổn chứ? Phản hồi duy nhất của người cộng sự là một tiếng hét bị bóp méo từ bên trong quả cầu bằng thịt. Anh ta tiếp tục kéo cửa, dùng hết sức vặn van, nhưng nó không di chuyển. Những âm thanh ồng ục và tiếng sột soạt ướt át phát ra từ bên trong khối thịt. Chuông báo động bắt đầu vang lên khi anh ta nhìn vào cửa. Anh cố gắng hết sức đến nỗi anh cảm thấy những mạch máu trong đầu có thể bị vỡ ra. Bất ngờ, van miệng nới lỏng khiến anh bị mất đà và ngã xuống sàn. Van tự quay và cánh cửa lại mở ra. Khối cầu bằng thịt một lần nữa yên lặng. Nhà nghiên cứu đứng dậy và từ từ, cẩn thận nhìn vào bên trong. Xin chào, anh ổn chứ? Có ai trong đó không? Không có phản hồi nào, cho đến khi một luồng khí nóng lao ra khỏi cửa, thổi ngược mái tóc của nhà nghiên cứu. Khi nó dừng, anh lại nhìn vào bên trong, không hề có đồng nghiệp của anh. Bên trong một chiếc ghế dài, giường và bàn với một chiếc đèn nhỏ như lúc đầu. Nhưng có một cái gì đó mới đối diện với chiếc ghế dài, nơi không có gì trước đây, là một chiếc tivi nhỏ. Mặc dù điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng đó chỉ là một ngày như bao ngày khác tại tổ chức SCP, nơi các vật thể và sinh vật dị thường được nghiên cứu và quản thúc, bao gồm SCP-002, còn được gọi là căn phòng sống. SCP-002 là tên gọi được đặt cho khối thịt to lớn. Nó có dạng hình cầu với chu vi chỉ hơn 15m, thể tích ước tính khoảng 60m3. Nằm ở một bên là một cửa van bằng sắt, tương tự như những gì có thể được tìm thấy bên trên một chiếc tàu ngầm kiểu cũ, dẫn vào nội thất bên trong khối cầu. Những ai bước vào bên trong đều ngạc nhiên khi phát hiện ra một căn phòng nhỏ giống như một căn hộ studio cho thuê giá rẻ, được trang bị nội thất và thậm chí có cả cửa sổ nhỏ. Thật kỳ lạ, không có bất kỳ cửa sổ nào như vậy được nhìn thấy từ bên ngoài khối cầu bằng thịt. Và quả thực là không có lỗ hổng nào ngoài cái cửa sắt. Đồ nội thất trong phòng không có đặc điểm dị thường nào. Mặc dù kiểm tra cho thấy đồ nội thất dường như được làm từ xương, tóc và các vật chất sinh học khác, tất cả đều từ cơ thể người. Phân tích các mẫu vật từ nội thất cho thấy
Mỗi mẫu được làm từ các chuỗi DNA độc lập. Nhiều mẫu DNA trong số đó tương ứng với các nhân viên nghiên cứu SCP đã bị mất tích bên trong SCP-002. Đến nay, căn phòng sống đã khiến 7 nhân viên mất tích. Đồng thời, trong quá trình quản thúc tại tổ chức SCP, căn phòng dường như đã thêm nhiều đồ đạc bổ sung, bao gồm 2 cái đèn, 1 tấm thảm lót, 1 cái TV, 1 chiếc radio, 1 ghế lười, 3 cuốn sách bằng một ngôn ngữ không xác định, 4 món đồ chơi cho trẻ em và 1 chậu cây nhỏ. Các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều thực thể khác nhau không phải con người để xem liệu chúng có gây ra phản ứng tương tự như SCP-002 đã phản ứng với con người hay không. Nhiều động vật thí nghiệm khác nhau, bao gồm cả những loài có DNA gần giống với con người như tinh tinh, đã được đưa vào trong phòng. Nhưng cho đến nay, tất cả đã không kích hoạt căn phòng sống phản ứng. Xác người cũng đã được thử nghiệm, nhưng cũng không đem lại bất kỳ kết quả nào. Không rõ điều gì khiến SCP-002 bắt đầu hành vi của nó, nhưng bất kỳ quy trình nào mà nó sử dụng để chuyển đổi chất hữu cơ thành đồ đạc dường như cũng chỉ được kích hoạt bằng cách đưa người sống vào. SCP-002 được phát hiện ở miền Bắc Bồ Đào Nha sau khi có báo cáo về một vật thể rơi khỏi quỹ đạo trái đất. Dưới đáy của chiếc hố là SCP-002. Nó được bao bọc trong một lớp vỏ đá dày, nhưng có thể nhìn thấy phần bên ngoài của vật dị thường này thông qua các vết nứt có vẻ như được tạo ra bởi cú va chạm. Một người nông dân địa phương là người đầu tiên phát hiện vật thể rơi xuống trái đất và kể lại những gì anh ta tìm thấy với người trong làng. Cùng lúc đó, một đặc vụ cấp 4 của tổ chức SCP trong khu vực đã phát hiện ra mức độ phóng xạ cao, truy ngược nguồn gốc thì chính là từ địa điểm va chạm. Một đội thu thập SCP do tướng Malhausen chỉ huy đã được cử đến địa điểm va chạm và nhanh chóng bảo vệ khu vực. Các đối tượng thử nghiệm được chiêu mộ từ ngôi làng gần đó để thực hiện quá trình phân tích ban đầu về đối tượng. Từng người một trong số 3 người đàn ông được đưa vào bên trong SCP-002, tất cả đều biến mất. Sau khi xác nhận đặc tính gây chết người của vật thể bất thường này, tướng Malhausen sau đó đã ban hành lệnh thủ tiêu cấp độ 4A áp dụng với mọi nhân chứng địa phương để đảm bảo rằng không ai lan truyền thông tin về vật thể này ra thế giới bên ngoài. Sau đó, ông giám sát việc vận chuyển nó đến một cơ sở quản lý SCP. Khi nhân viên của tổ chức chuẩn bị cho việc di chuyển SCP-002, 4 nhân viên an ninh dường như bị mê hoặc và bị thu hút vào bên trong vật thể, nơi họ cũng ngay lập tức biến mất. Đây là gợi ý đầu tiên cho thấy SCP-002 sở hữu khả năng kiểm soát tâm trí với khả năng tác động đến con người để khiến họ bước vào bên trong. Chính sau những mất mát này, lần đầu tiên người ta nhận thấy rằng vật thể này dường như có thêm những món đồ nội thất mới sau khi ai đó biến mất bên trong. Sau những rủi ro này, tướng Malhausen đã ra lệnh cho tất cả nhân viên mặc đồ hazmat khi tiếp xúc với SCP-002. Và sau khi tướng quân bị cắt chức, SCP-002 được đưa vào cơ sở an ninh, nơi nó hiện đang bị quản thúc. Do sự nguy hiểm của SCP-002, rủi ro mà nó có thể gây ra cho bất kỳ ai bước vào bên trong, cùng khả năng kiểm soát tâm trí mà nó sở hữu, SCP-002 đã được phân loại là Euclid. Nó phải luôn được kết nối với nguồn điện phù hợp để giữ nó ở chế độ sạc. Điều này có vẻ làm cho nó dễ quản thúc hơn. Trong trường hợp mất điện, nhân viên trong khu vực ngay lập tức phải được sơ tán và hàng rào khẩn cấp ngăn chặn đối tượng sẽ được đóng lại, niêm phong nó khỏi phần còn lại của địa điểm. Khi nguồn điện được thiết lập lại, tia X-quang và tia cực tím sẽ được kích hoạt trong phòng quản thúc cho đến khi SCP-002 được đưa trở lại chế độ sạc. Các nhóm nghiên cứu SCP-002 được yêu cầu giữ khoảng cách với vật thể trong phạm vi 20m và bao gồm tối thiểu 2 nhân viên. Nhân viên cũng cần duy trì tiếp xúc thân thể với nhau mọi lúc để xác nhận rằng người kia đang có mặt và không trải qua bất kỳ cảm giác bối rối, nhận thức mờ mịt hoặc các hình thức hoang mang khác có thể dẫn đến việc họ bước vào căn phòng sống. Không một nhân viên có mức bảo mật thấp hơn cấp 3 được phép vào bên trong SCP-002, và bất kỳ nhân viên nào tiếp xúc với vật thể dị thường này phải được hộ tống ra xa, không dưới 5km tính từ SCP-002, và phải trải qua cuộc cách ly và đánh giá tâm lý sau 72 giờ. SCP-002 là một trong những dị thường lâu đời nhất trong cơ sở dữ liệu của tổ chức SCP, nhưng vẫn là một trong những dị thường ít được hiểu rõ nhất. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu nó là gì và tại sao nó lại có mặt trong quỹ đạo trái đất. Ai đó đã gửi nó đến đây với ý định là một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy nó. Có phải nó đến đây theo ý muốn của chính nó, hay chính chúng ta đã phóng nó đến đó để cố gắng giữ nó ra xa nhất có thể? Cảm ơn bạn đã theo dõi thực thể dị thường từ kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP. Hãy nhớ đăng ký kênh của Tiến sĩ Bob và bật thông báo để là những người đầu tiên biết về những bí mật chưa tiết lộ của tổ chức.